Cô chào các em. Cho phép Thư Hường xin được gửi lời chào thân thương nhất tới toàn thể các khán giả yêu quý làn điệu dân ca Quan Họ Bắc Ninh. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài Ngồi Tựa Song Đà. Các em có biết bài Ngồi Tựa Song Đà được nằm trong hệ thống giọng gì không? Hệ thống giọng vật. Hệ thống giọng vật. Bài hát Ngồi Tựa Song Đà của cụ nghệ nhân nào? Nguyễn Đức Soi. Cụ Nguyễn Đức Soi, đúng rồi. Và bài đối? Bài đối là Nhạc Thuyền. Ngồi Tựa Nhạc Thuyền, đúng rồi. Bây giờ chúng ta hát. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào học. Và cô sẽ hát mẫu cho các em nghe trước. Sau đó cô sẽ hướng dẫn các em từng câu một. Ngồi rằng là ngồi tới có mấy sông ơi đào là ngồi tựa có sông đào ấy mấy đêm là đêm hôm qua. Bây giờ cô sẽ dạy cho các em từng câu một. Ngồi rằng là ôi tựa có mấy sông. Một, hai. Ngồi rằng là xong, đúng chưa? Nghe cô hát lại nhé. Ngồi rằng là ngồi tựa có mấy sông. Một, hai. Ngồi rằng là Hi.